Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng trong các bệnh lý tim mạch, nhồi máu cơ tim là bệnh nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong chiếm tới 73%. Trong khi đó, tại nước ta, tỷ lệ này chiếm tới 33%, gấp 20 lần số tử vong do ung thư và gấp 10 lần số tử vong do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, có rất nhiều người lại quan niệm bệnh tim mạch chủ yếu là do di truyền, béo phì hay cao tuổi, chứ không phải do chế độ ăn uống và lối sống thiếu lành mạnh. Theo nghiên cứu của Hội Tim mạch Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp của những người từ 25 tuổi trở lên đã là 47%. Thế nhưng, đến nay vẫn còn nhiều người thờ ơ chủ quan với sức khỏe tim mạch của chính mình. Trong những thập niên mà 60-70 đó, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thường ở khoảng người 60-70 tuổi. Nhưng ngày nay chúng ta đã có những bệnh nhân 30-40 và kể cả tuổi 20 cũng có thể bị nhồi máu cơ tim cấp. Đây là bệnh rất nặng, có thể đưa đến tử vong. Mỗi người đều có thể tự giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhất là giới trẻ. Bởi ở độ tuổi này, sức khỏe và thể trạng hiện tại có thể khiến người bệnh không phát hiện hoặc chủ quan với các triệu chứng tim mạch nguy hiểm, dù là nhỏ nhất.